làm việc với đoàn công tác trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào sáng 30 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 60 ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, trong những ngày toàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi ngày ngành y tế phát hiện trung bình hơn 3.300 ca dương tính COVID-19. Phần lớn trong các khu cách ly, phong tỏa. Có khoảng 26.000 người đã được điều trị khỏi. Trong số hơn 36.000 bệnh nhân đang điều trị, thì có hơn 300 bệnh nhân đang thở máy và 8 người phải can thiệp ECMO. Trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 tăng cường, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quy định yêu cầu mọi người dân không ra đường từ sau 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, thời gian còn lại từ 6 giờ sáng đến trước 18 giờ chiều thì nhiều người vẫn ra đường mà không có lý do cần thiết. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ phải kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa, từ sau ngày 1 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để các biện pháp siết chặt chỉ thị 16 năm 2020, đặc biệt là từ sau 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều mỗi ngày. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.